Xin chào cả nhà. Hiện tại bây giờ thì Lê Hương đang có mặt tại ngay chỗ ngã sáu Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Chí Thanh, Ngô Gia Tự. Nguyễn Chí Thanh, Ngô Gia Tự, Nguyễn Tri Phương. À, ba con đường tạo thành ngã sáu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi qua đường nào nào? Nguyễn Chí Thanh lầu bên đây nè, rẽ phải. Ngô Gia Tự à. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi qua đường Ngô Gia Tự. Ngô Gia Tự chúng ta gặp tiếp một cái ngã mà bây giờ theo trên map là ngã 6 Lý Thái Tổ. Nhưng mà có một vị khán giả ở trên kênh của Lý Hương thì nói là ngã 7. Đấy, đó là chú Dây ha. Chú Dây nói là Lý Thái Tổ ngày xưa là ngã 7. Có đường Bà Hạc ở quận 10 đấy. Bà Hạc cũng là một trong các bà vợ của ông Lãnh. Có một cái tên cây cầu đó nổi tiếng là cầu ông Lãnh đó, bắt quận 1 ra quận 4. Đấy, thì có một số những thông tin nói là ông Lãnh chưa chắc là có những người thếp là bà Chiểu, bà Hạc, bà Điểm, rồi bà Quẹo, rồi bà gì đâu. Nói chung là nhiều bà lắm, năm bà ấy. Thì chú Jay chú nói là ngã 6 không phải là bây giờ hiện tại là Lý Hương đếm là chỉ có, chú Hương nói là con đi con đếm được có 6 đường thôi. Đường Lý Thái Tổ nè, bây giờ chúng ta đang đi trên đường Ngô Gia Tự. Phía bên trái là đường Lý Thái Tổ, phía bên phải là đường Lê Hồng Phong. Rồi, còn phía Lý Thái Tổ thì có hai đường cắt qua ha. Là thành được hai đường, rồi đường Điện Biên Phủ, rồi phía bên đây là đường Lê Hồng Phong. Tức là Lê Hồng Phong là thành Lê Hồng Phong, Lý Thái Tổ là được 4 đường, đường Ngô Gia Tự là 5 đường, thêm đường Điện Biên Phủ là 6 đường. Thì chú Dây nói là ngày xưa có đường Bà Hạc nữa. Đấy, thì gọi là ngã 7 Lý Thái Tổ chứ không phải là ngã 6 Lý Thái Tổ. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì chỉ còn là ngã 6 thôi. Thì ôi thì ngã 6 hay là 7 cũng đúng, đều đúng hết. Đấy. Thì sắp tới chúng ta sẽ đi tới coi như là ngã 7 Lý Thái Tổ ha. Thì ở trên map Lý Hương bây giờ vẫn thấy đường Bà Hạc. Nhưng mà đường Bà Hạc bây giờ thì chúng ta đi vô đường Ngô Gia Tự này nè. Từ ngay cái chỗ mà ngã 6 hay ngã 7 Lý Thái Tổ đấy. Thì chúng ta đi vô khoảng chừng một đoạn vài trăm mét thì chúng ta nhìn bên tay phải có đường Bà Hạc. Trước mặt cả nhà đây là ngã 7 Lý Thái Tổ đấy. Hai đường Lý Thái Tổ, hai đường Lê Hồng Phong, một Ngô Gia Tự và phía đối diện Ngô Gia Tự là đường Điện Biên Phủ ha. Đây đường Bà Hạc đây. Đó, là tại vì là những căn nhà ở đây là xây lên rồi nên nó cái đường Bà Hạc nó trở thành cái đường nhỏ thôi, đường rẽ của đường Ngô Gia Tự nên kêu là ngã 6 thay vì ngày xưa là ngã 7. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi bên đường Lý Thái Tổ ha. Tầm giờ này là gần 9 giờ, hơn 9 giờ ha. Hơn 9 giờ một ngày trong tuần thôi. Không có gì là đặc biệt trong cái ngày này hết. Thì đi miết cái đường Lý Thái Tổ này chúng ta sẽ gặp đường Cách Mạng Tháng 8. Đường Cách Mạng Tháng 8 cũng là một con đường rất là dài. Đâu phải Lý Thái Tổ, chúng ta sẽ gặp đường ngay chỗ ngã 6 Cộng Hòa. Là ngã 6 Cộng Hòa. Lộn, Lý Hương lộn. Ngã 6 Cộng Hòa cắt giữa đường Hùng Vương, đường Trần Phú, đường Lý Thái Tổ.
cừ. À, nếu như mà chúng ta đi thẳng đường Nguyễn Văn Cừ, thẳng thẳng riết, à, chúng ta sẽ qua cây cầu Nguyễn Văn Cừ. Cây cầu Nguyễn Văn Cừ này đặc biệt lắm nha cả nhà. Nó là cây cầu mà nó rượt qua hai kênh luôn, nhập lại giữa kênh Đôi và kênh Tàu Hủ nhập lại, là cây cầu Nguyễn Văn Cừ này vượt qua nè. Rất là hay. Ý ghê vậy. Ấy, vậy thôi đi qua luôn coi, nay đâu có mưa đâu. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cầu Nguyễn Văn Cừ luôn nha cả nhà, xem buổi tối như thế nào. Rồi, đây là ngay ngã sáu Cộng Hòa nè. Rồi có đường Nguyễn Văn Cừ ha, đường Hùng Vương, Trần Phú, Lý Thái Tổ, rồi đường gì nữa, 1, 2 Trần Phú nè, Hùng Vương nè, Nguyễn Minh Khai à, Nguyễn Văn Cừ, ngay đây không thấy, Phạm Viết Chánh, Nguyễn Minh Khai. Ngay chỗ Phạm Đức Chánh, Nguyễn Minh Khai là tính 1 hay 2 con đường đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tính 1 con đường. Ngay cái chỗ mà Nguyễn Thị Minh Khai với Phạm Đức Chánh á, có cái mũi tàu á, thì tính là 1 con đường. Ở phía bên đây có cái tự nào John rất là lớn, một cái mon rất là lớn nè. Lý Thái Tổ, Hùng Dương, Trần Phú là 4 rồi. Hai ông bên đây là ông gì đây? Ông Nguyễn Văn Cừ với lại ông bên đây là ông gì đây? Không có ghi tên đường luôn. Đường to quá, không ghi tên đường luôn. Chắc đang phóng hay sao? Map không hiện ra tên đường luôn, zoom cực đại luôn cũng không ra luôn, chắc là đang phóng đấy. Chúng ta đang đi trên đường Nguyễn Văn Cừ. Chị Hiền nói cây cầu Nguyễn Văn Cừ về mưa mà sao, mưa sao thì ghê vậy. Còn Nguyễn Văn Cừ, xe buýt, cẩn thận với xe buýt. Chị ta nói là thông tin này không biết chính thống hay không nha, cả nhà có thể tham khảo đúng hoặc không đúng. Thì mưa gió quá hay là tại xe tay lấy lụa quá nên nó vậy. Nó không khéo là gió tạt ra là lọt xuống cầu luôn hả? Nguy hiểm vậy. Mình muốn đi khám phá cái cầu này, chắc là đi qua nhiều rồi, nhưng mà Lý Hương không để ý thôi. Nhưng mà khi mà nghe gọi là về cái địa hình mà anh gọi là anh Cường Tạ ảnh ghi lại cái địa hình, mình cảm thấy quá hấp dẫn với lại cái địa hình đi. Đó, thì ôm lại nè, cái cầu Nguyễn Tri Phương thì bắt qua kênh Tàu Hủ. Nó qua một cái rạch luôn, đó là rạch ủ cây. Rồi tiếp theo là cầu Trấn Hưng bắt qua kênh Đôi. Đấy, hai cầu á nhập lại, hai cái kênh nhập lại gọi là cái cầu mà vượt qua hai kênh cùng lúc. Đây là cây cầu Nguyễn Văn Cừ và chúng ta đang đi trên đường Nguyễn Văn Cừ đấy. Còn ở giữa đó thì có cây cầu chữ Y đó, là cây cầu ngày xưa hồi xưa luôn á. Rồi phía trước mặt cả nhà đó là đường Nguyễn Trãi ha, đường giờ là đường Nguyễn Văn Cừ cắt qua đường Nguyễn Trãi. Cái này nếu mà đi bây giờ thì đứa con sẽ đi buổi tối ha, tại vì buổi tối là cái khí trời nó rất là mát, đi dạo đường cực thích luôn. Buổi trưa thì đi hơi nóng, nhưng mà Lý Hương cũng sẽ sắp xếp để đi cái buổi hơi sớm sớm một xíu để quay cho cả nhà xem cái lúc mà cái ánh nắng nó không quá gắt á, và mọi người thì nói chung là yên vị trong chỗ làm rồi thì đường xá nó tương đối đẹp để cho cả nhà xem những cái khung hình nó sẽ đẹp hơn về những cái cầu này, cũng như là tả thực ngay cái lúc mà nó đang làm tới khúc nào á. Thì hiện tại bây giờ là năm 2017 ha nha, tháng 10 năm 2017 Lý Hương đi qua những con đường này. Đấy, sắp tới là chúng ta đi qua cái cầu Nguyễn Văn Cừ, nó đi qua hai kênh luôn. Đúng rồi, ở trên cái bản đồ map nó có dẹo dẹo xéo xéo giống những cây cầu kinh điển của bên thế giới, cái dẹo dẹo ha, bắt qua hai kênh luôn, quá đẹp. Hai kênh nhập lại ha, gọi là kênh Đôi, kênh Tàu Hủ với kênh Đôi nhập lại gọi là kênh Đôi. Nhập lại xong là tẻ ra thành rạch Bến Nghé và kênh Tẻ ha. Hai kênh nhập lại, rạch Bến Nghé, kênh Tẻ ha, nhớ rồi, hay quá. Địa hình quá ư là đó, lý do tại sao mà Sài Gòn là cái nôi của khu vực miền Nam của mình, có quá nhiều
sông ngòi kênh rạch chằng chịt với một cái địa hình gọi là Thiên Phú đấy. Rồi giờ chúng ta đi lên cái cầu Nguyễn Văn Cừ luôn. Đây phía bên tay trái là rạch Bến Nghé. Phía bên tay phải của chúng ta vẫn là kênh Đôi và kênh Tàu Hủ nhập lại. Đây là khúc cầu Nguyễn Văn Cừ vượt qua rạch Bến Nghé. Đấy, ngay chỗ đây là bên tay phải của mình đó, là kênh Đôi và kênh Tàu Hủ nhập lại nha cả nhà. Con chiếc xe nó chạy rất là nhanh nha ngay khúc này. Rồi ok. Đó, ngay chỗ này nè, gió rớt cầu hả, nó tầm bậy tầm bạ không. Nói chung là đi đường thì gió cẩn thận, cái thành cầu nó cũng chạy thẳng luôn. Chỗ này chiều cao khống chế của nó là 3.5m. 3.5 thì có rất là nhiều lỗi xe có thể chui qua. Cái cầu này là cũng chịu tải trọng khá là lớn, khá là nặng. Rồi, bây giờ là cái đoạn này là nó vượt qua gọi là kênh Đôi với lại kênh Tàu Hủ nhập lại. Và phía bên tay trái của mình gọi là kênh Tẻ rồi nha. Qua bên đó gọi là kênh Tẻ. Kênh Tẻ chắc là kênh chia quá ha cả nhà. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta đang đi xuống chân của cái cầu Nguyễn Văn Cừ đấy. Pin yếu, pin của Google Maps yếu rồi đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm đường để vòng lại cầu Nguyễn Văn Cừ ha. Hẹn một ngày gần nhất Lê Hương sẽ đi sáng sớm để quay cho cả nhà xem. Đẹp lắm những cây cầu. Ôi, những cây cầu ngày xưa Lê Hương có coi một bộ phim Mỹ cực kỳ hay luôn. Ôi trời ơi, cái phim Mỹ hay ơi là hay, hay không thể diễn tả được. Nó tên là Những cây cầu ở quận Maslow. Những cây cầu ở quận Mason hay quận Maslow gì đấy. MASON hình như là vậy, cực kỳ hay luôn. Nên đó là mình có ấn tượng đối với những cây cầu. Tại vì sao? Vì ngày xưa nha cả nhà, nếu như mà không có đường bộ, cả nhà hình dung nè, không có đường bộ mà chúng ta chỉ bởi ngăn sông ấy cách biển thì chúng ta không thể vượt qua bên sông được. Nên là những người sống ở trong cái khu vực đấy đó thì chỉ lanh quanh sinh sống trong đó thôi. Rất là ít những người đã đi vượt sông để đi qua, để khám phá thêm những cái vùng đất mới. Còn bây giờ thì quá dễ rồi, muốn chạy qua 5 giây thôi là đã chạy qua. Ngày xưa là cả một vấn đề, đúng không cả nhà? Ngày xưa là cả một vấn đề. Ngày xưa lúc mà chưa có những cây cầu này á, có một cây cầu chữ Y á, là coi như là đoạn đó gọi là đoạn đường huyết mạch luôn rồi. Bây giờ chúng ta là quá nhiều cầu để có thể có những cái phương án lựa chọn để đi ha. Đấy, tiếp tục Lê Hương quay lại cho cả nhà xem nè, cây cầu Nguyễn Văn Cừ nè, cấm xe cộ tải trọng trên 13 tấn đi qua quận 4. Cây cầu này chiều cao an toàn là 4.5m, cầu Nguyễn Văn Cừ đấy. Rồi, Lê Hương ôn lại cho cả nhà ha. Đoạn này nè, cái đoạn chúng ta sắp tới nè, ở phía bên tay phải mình là kênh Tẻ, ở phía bên tay trái đó là kênh Đôi và kênh Tàu Hủ nhập lại. Đó, và cầu Nguyễn Văn Cừ là cầu vượt qua hai kênh luôn, là kênh Tàu Hủ và kênh Tẻ, cái đoạn nhập lại. Rồi, khi mà qua phía bên tay phải mình thì nó được một cái tên mới đó là kênh Tẻ. Nên là những cái kênh là do mình đặt thôi, chứ cái dòng chảy nó cứ chảy suốt vậy thôi. Mình đặt để cho mình dễ nhớ, để mình dễ hình dung cái địa hình hơn thôi. Đó, thì cái đoạn ở ngay khúc này nó có cái đoạn uống. Ở phía bên tay phải đây có một cái cù lao ở giữa hai dòng kênh ha. Cù lao Nguyễn Kiệu.
bên phía tay phải này là cù lao Nguyễn Kiệu. Rồi chúng ta đi thẳng luôn. Đấy, anh ráp bờ nè, anh đứng ngay giữa luôn ha. Rồi, bây giờ thì ở phía dưới đây là đại lộ Võ Văn Kiệt nè. Cái này gọi là rạch rồi, bây giờ nó biến thành rạch Vân Đồn. À vậy, rạch Bến Nghé à, bên đó là gọi là rạch Bến Nghé rồi. Nên là đại lộ Võ Văn Kiệt đi qua rất là nhiều kênh và rạch nhé nhà, tùy theo từng phân khúc mà nó có tên khác nhau. Rồi, ok, bây giờ chúng ta đã đi xuống chân cầu Nguyễn Văn Cừ và tiếp tục là đi lên trên đường đại lộ Nguyễn Văn Cừ. Đấy, rất vui khi mà ngày hôm nay giới thiệu thêm cho cả nhà cây cầu Nguyễn Văn Cừ ha, một cây cầu rất là đặc biệt và nổi hai cái kênh nhập lại là kênh đôi và kênh tàu hũ, cũng như là cái đoạn mà rẽ ra thành kênh tẻ và rạch Bến Nghé. Ok, bye bye cả nhà, hẹn gặp lại trong những video của Lý Hương. Hãy nhấn like nếu thích video nhé. Like nha cả nhà, like cho một cái sự khám phá của Lý Hương về mảnh đất Sài Gòn thân thương của chúng ta. Bye bye.